Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau tìm cách xử lý một tình huống mà có lẽ đôi khi chúng ta gặp phải trên sân. Đôi khi tình huống này xảy ra có vẻ hơi khó xử lý hơn một chút khi bóng nằm ở khu vực ngoài green có một chút thôi. Đó là khi bóng của chúng ta nằm trên một vết đánh cũ. Tại tất cả các sân golf thì chúng ta đều rất có thể gặp phải tình huống như thế này. Khi mà bóng của chúng ta dừng tại đúng vết đánh cũ của một cú đánh khác sẽ trước đó. Thế thì khi bóng nằm ở trong vị trí này, cú đánh trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Tại vì bây giờ vị trí bóng không nằm trên mặt phẳng nữa, mà bóng đang nằm ở thấp hơn so với mặt đất một chút. Và vì thế, kỹ thuật và cách xử lý của chúng ta có lẽ cũng sẽ cần phải thay đổi một chút để làm sao chúng ta đánh được sát suất ra khỏi vị trí này và gần hố nhất có thể. Vì trong tình huống ngày hôm nay thì bóng của tôi đang nằm ở ngoài green và cách hố khoảng độ tầm 25 yard. Tôi có rất nhiều green để bóng có thể lăn lên trên. Và vị trí bóng thực sự đang nằm ở vị trí không thực sự dễ lắm khi mà nằm trong vết đánh cũ và hơi bị thấp xuống một chút. Thông thường với tình huống này thì tôi thấy các golfer thường hay mắc phải một lỗi khá là cơ bản, đó là chúng ta thường hay có xu hướng không thay đổi cú đánh của mình. Và kết quả đó là khi mà các bạn không thay đổi cú đánh thì rất dễ để chúng ta đánh ngang vào thân bóng. Và vì thế việc kiểm soát cú đánh sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta biết cách xử lý trong tình huống như thế này thì cú đánh sẽ dễ hơn. Là trong các tình huống như thế này thì bao giờ việc quan trọng nhất đó là chúng ta luôn luôn nên có xu hướng đánh từ trên xuống. Tại vì với xu hướng đánh từ trên xuống thì bao giờ các bạn cũng sẽ có xu hướng tiếp tục đi xuống được. Và sau khi tiếp xúc chúng ta sẽ không bao giờ có xu hướng đánh ngang vào thân bóng. Mà gậy cắm từ trên xuống bao giờ cũng sẽ xử lý hơn. Với vị trí phẳng thông thường thì tôi sẽ sử dụng cây gậy số 9 phát trong tình huống này. Đánh bóng thấp và lan lên thuận gần phía cơ. Tuy nhiên khi bóng nằm ở vị trí không được tốt lắm thì tôi sẽ sử dụng cây gậy P. Cây gậy P là cây gậy có độ mở mặt gậy nhiều hơn cây gậy số 9 sắt một chút. Và vì thế khi tôi đóng mặt gậy lại và di chuyển theo hướng từ trên xuống, mặt gậy sẽ đóng lại và sẽ gần như giống số 9 nhiều hơn. Vậy thì cách setup trong cú đánh này sẽ cần thay đổi một chút, đó là chúng ta sẽ luôn luôn nên có xu hướng đưa bóng sang bên chân phải, đưa sang chân phải nhiều hơn với vị trí mặt gậy đóng hơn một chút so với cả bình thường. Còn tương tự như cú chip thông thường, đó là chúng ta sẽ vẫn đứng hai chân hẹp. Hai chân sẽ vẫn mở và đứng hẹp, không cách nhau quá xa, hơi mở cơ thể về phía trước. Đồng thời chúng ta cầm gậy ngắn lại. Cầm gậy ngắn lại thì giúp chúng ta kiểm soát cú đánh dễ hơn rất nhiều. Khi bóng được đưa về phía bên chân phải thì chắc chắn đầu gậy sẽ hơi có xu hướng đánh từ trên xuống. Và điều đó là việc rất quan trọng để thực hiện cú đánh này thành công. Vậy trong trường hợp này tôi sẽ đưa bóng sang bên chân phải. Vị trí setup như bình thường với hai chân mở và hẹp, cầm gậy ngắn. Tiếp đến là tôi muốn có một nhịp điệu swing như bình thường, khá là đều, theo xu hướng đi từ trên xuống, cắm từ trên xuống. Điều này sẽ chắc chắn được một việc, đó là đầu gậy sẽ có xu hướng đi xuống, tiếp xúc với bóng và bóng sẽ bay đi thấp hơn bình thường một chút. Vừa xong là một cú đánh khá là tốt. Các bạn sẽ thấy là với xu hướng đánh từ trên xuống như vừa xong thì đầu gậy sẽ có xu hướng cắm xuống đất một chút và có thể tạo nên một vết bóng mới. Thực tế thì đây là một cú đánh không hẳn là đơn giản nhưng cũng không hẳn là quá khó khi mà chúng ta để ý nhiều hơn một chút đến cách chọn gậy, cũng như tập luyện nhiều hơn về cách xử lý như thế này. Về cách đánh cắm từ trên xuống nhiều hơn bao giờ cũng là cách xử lý an toàn trong các tình huống khó. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại sân golf Đà Nẵng và đây là một sân golf rất là đẹp và được thiết kế bởi huyền thoại golf người Úc Greg Norman. Và hiện giờ tôi đang đứng trên tee box hố số 16, là một hố golf signature hole, nghĩa là hố đẹp nhất tại sân golf này. Đây là hố golf par 3 có độ dài là 145 yard từ vị trí phát bóng xa nhất. Và với vị trí một khoảng cách 145 yard thì đây không phải là khoảng cách xa nhất, và tương tự với cả các hố par 3 khác thì đây có lẽ là khoảng cách trung bình. Tuy nhiên, hố golf này khó hơn rất nhiều so với khoảng cách 145 yard. Lý do đó là vì đây là một hố golf được thiết kế
rất chi tiết với hố cát được đặt ở bên phải cũng như đồi được đặt bên trái. Đây là một hố gôn vô cùng khó và để có được cú par 3 gậy tiêu chuẩn tại hố gôn này thì đó luôn luôn là một thành tích chấp nhận được. Và một lỗi cơ bản đó là các golfer của chúng ta đôi khi không để ý nhiều đến hướng gió, nghĩ rằng hướng gió không quá quan trọng. Tuy nhiên thực tế thì với những hố gôn như thế này thì việc gió thổi từ ngoài biển vào vô cùng quan trọng và có thể ảnh hưởng đến cách chọn gậy của chúng ta rất là nhiều. Tôi thấy rất nhiều golfer có xu hướng phát bóng ngắn do ảnh hưởng của gió biển rất là nhiều. Và khi chúng ta đánh bóng ngắn tại vị trí cờ hôm nay ở cờ đằng sau thì chúng ta sẽ thấy cú đánh tiếp theo sẽ không phải là dễ lắm. Đồng thời, việc gió thổi từ trái sang phải rất là nhiều khiến cho rất nhiều đường bóng rơi về phía bên phải và đi vào hố cát ở phía trước green phía bên phải. Và khi đưa bóng vào hố cát tại vị trí đó với vị trí cờ đằng sau như hôm nay thì việc cứu lên để có một cú par từ vị trí đằng sau là một điều vô cùng khó khăn. Để có được một cú par tiêu chuẩn tại hố gôn này thì một việc quan trọng đó là chúng ta cần có một cú phát bóng tốt. Cú phát bóng tốt ở đây chưa phải là tất cả, kể cả khi chúng ta đưa bóng lên green rồi thì với địa hình hố gôn của hố 16 này thì green rất là dốc và để có được một cú bắt thẳng về hướng hố là gần như là không có. Vì thế nên chúng ta rất có thể sẽ đến tình trạng ba putt và sẽ mất cơ hội ghi điểm par. Vậy thì để đánh được tốt tại hố gôn này, để có một cú phát bóng tốt, có lẽ chúng ta nên chọn dư gậy ra một chút. Tại vì thực tế tại hố gôn này khi đánh thẳng ra biển, hướng gió hầu như không bao giờ thay đổi và chúng ta luôn luôn đánh ngược gió. Đồng thời gió sẽ có xu hướng thổi từ vị trí trái sang phải thì đường bóng bao giờ cũng sẽ cong theo hướng gió. Và vì thế nên là với những hố gôn như thế này thì sự lựa chọn hợp lý nhất có lẽ sẽ là chúng ta sẽ sử dụng dư ra một cây gậy và sẽ ngắm sang phía bên trái hố và thực hiện cú đánh như bình thường. Với hố gôn này để chúng ta có được cú đánh tốt nhất, tôi sẽ sử dụng cây gậy số 8 sắt của mình với khoảng cách 145. Và đây với gậy 8 sắt thì tôi sẽ đánh xa một chút, nhưng mà với tình huống này gió ngược và thổi từ trái sang phải, tôi sẽ sử dụng cây gậy số 8 đánh như bình thường và ngắm hơi sang trái hố một chút. Nào, với một cú đánh tốt ở phía bên trái, gió sẽ thổi dần về phía bên phải và sẽ có nhiều khả năng tôi sẽ đánh được gần hố hơn. Di chuyển dần về phía bên phải. Một cú đánh khá là tốt và bóng của tôi đang nằm trên green khá là gần cờ. Hy vọng đây sẽ là một cú đánh birdie. Nếu mà tôi đạt được cú đánh birdie ở hố gôn khó như này thì tôi sẽ rất là hài lòng. Một hố gôn phải nói là quá đẹp, mà khi mà đánh tại những hố gôn đẹp như thế này thì đôi khi rất khó để chúng ta tập trung vào cú đánh, tại vì thực sự cảnh biển ở đây quá đẹp. Với cú đánh vừa xong thì tôi khá là hài lòng với kết quả khi mà bóng cách hố khoảng độ tầm 2 mét. Nào, với tất cả những hố gôn khó như hố gôn hố 16 này tại sân golf Đà Nẵng thì điểm số par sẽ luôn luôn là một điểm số rất là tốt. Tuy nhiên ở đây tôi lại có một cơ hội birdie làm điểm số có thể tốt hơn thì tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội này nhiều nhất. Với những cú đánh ngắn như thế này thì cả lực và hướng đều rất là quan trọng. Gió thổi từ trái sang phải rất là nhiều. Thế nên là với cú đánh này thì sẽ ảnh hưởng của gió sẽ khá là lớn. Vậy thì với điểm số birdie ở hố par 3 hố 16 như thế này là một hố gôn rất là khó, nhất là khi gió thổi sang rất là nhiều thì điểm birdie là số điểm mà tôi sẽ thấy rất là thành công. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ có một ngày trải nghiệm sân golf Đà Nẵng tuyệt vời, đặc biệt là hố gôn 16 này.